Xin chào các bạn đang xem kênh C Review. Thì hôm nay trên cái video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cài đặt và sử dụng cái camera EasyVid trên cái app của EasyVid nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào trong app và tải cái app của EasyVid về. Thì sau khi mà các bạn đã kết nối cam QR của cái camera và kết nối cái camera đó vào trong đối với cái điện thoại của bạn ấy, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái bước kế tiếp, đó chính là cài đặt những cái bên trong của cái app đó, đặc biệt là cài đặt những cái chiếc camera EasyVid mà các bạn đã kết nối ấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ truy cập vào trong cái app của EasyVid đó. Rồi thì các bạn có thể nhìn trên màn hình thì đây chính là một cái cam 360 C8C của nhà mình. Thì mình đã kết nối, lắp đặt và kết nối trước đó, thì mình cũng có ra cái video hướng dẫn mọi người cái cách kết nối và review về cái chiếc camera C8C này rồi. Thì giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người những cái cài đặt ở bên trên cái app này đó. Thì đầu tiên các bạn sẽ sau khi vào app này rồi thì nếu mà là có hai camera hay là nhiều hơn một camera thì nó sẽ có tiếp ở cái phần dưới này tiếp. Thì bây giờ mình thì hiện tại nhà mình chỉ lắp một cái thôi đấy. Mình cam của nó mình đặt tên là 360 nhé, vì nó cái C8C nó có thể xoay được 360. Thì sau khi vào cái này rồi các bạn sẽ kích vào cái phần camera này đó. Thì hiện tại là đây là trên cái phần màn hình này, chỗ mà cam nó dọi này là mình đang xem trực tiếp nhé. Đây là đang trực tiếp ở tại nhà mình luôn, cái phần sân mình quay ra, quay sân của nhà mình và thềm nhà mình nhé. Thì đó, đây là cái hiện tại là đang quay trực tiếp này. Còn xuống dưới này các bạn có thể thấy là mình đã cài đặt cái phần là lưu những chuyển động ấy. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào hơn. Thì bây giờ đang ở cái giao diện này thì mình sẽ chỉ luôn là đây là trên này là đang trực tiếp, còn các bạn muốn xem lại video các bạn kích vào đây. Đấy, nếu mà bên đám mây thì sẽ là lưu, các bạn xem lưu bên đám mây thì các bạn đã kích vào cái phần biểu tượng đám mây này, còn các bạn lưu trên thẻ nhớ thì nó sẽ là ở bên thẻ nhớ này. Thì trước đó nó có các những cái khung giờ nó đã quay lại thì nó sẽ lưu vào đây. Rồi thì đó là cái cách xem lại camera và xem trực tiếp. Giờ thì sau khi như này thì các bạn muốn cài đặt cái camera EasyVid này thì các bạn sẽ vào cái phần đây chỗ mình chỉ chuẩn này, có cái biểu tượng cái bu lông ấy, cài đặt này, cái cài đặt đó. Thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhất có thể, đó chính là về cái phần là đổi tên camera đó. Thì các bạn sẽ đây, ở đây các bạn thấy này đó, mình đặt là camera sân vườn thì nguyên từ đầu ấy nó sẽ chính là cái phần model C8C và những cái phần mã hiệu ở dưới này đó, là mình từ đầu là tên mặc định nó như thế. Còn các bạn muốn đổi thì như đổi như mình này, các bạn kích vào đó và các bạn sửa đây và tích OK ở đây. Thế là các bạn đã đổi được cái tên của cái camera rồi đó. Tiếp theo là đến cái phần âm thanh thì các bạn có thể thấy là ở đây nó có ghi này, khi đã tắt âm thanh, cái dòng chữ M dưới chữ âm thanh này, khi đã tắt cả video xem trực tiếp và video ghi âm đều, ghi âm lại đều sẽ không có âm thanh. Tức là khi mà các bạn tắt cái này đi thì các bạn xem trực tiếp mà người đang có người ở trước camera thì các bạn cũng không nghe được cái âm thanh người đang nói chuyện, và cái camera ghi lại thì cũng không ghi cả âm thanh đó. Nên mình các bạn nào cần muốn im lặng thì các bạn tắt âm thanh đi đó. Còn mình thì lại vẫn đang để thôi. Thì sẽ nếu mà xem lại video và nếu mà ở nhà mà bố mẹ mình hay ai nói chuyện là mình nó cũng có trong cái bán kính nó ghi âm được là nó vẫn ghi đấy. Rồi đến đây là thông báo bật tắt này đấy. Thì tức là cái này ấy, nó là báo bật tắt trên cái chiếc camera thôi, chứ không có gì là đấy là bất thường cả. Tức là khi mà lỡ mà nó bị mất điện hay gì đó, camera nó bị tắt ấy, đến khi nó bật lại ấy, thì nó sẽ thông báo cho các bạn đó. Rồi cái này tiếp theo này, đó chính là cái ánh sáng hồng ngoại. Thì cái ánh sáng hồng ngoại này là cái mà có thể nó là một cái mắt đỏ đỏ trên cái camera ấy, là nó thể có thể dọi để nó quay đêm được rõ hơn ấy. Nếu mà các bạn tắt cái này đi là chất lượng của
cái video, cái video mà camera nó quay lại sẽ bị kém nhé. Chẳng hạn ở đây là các bạn, mình sẽ phát ra đây, mình xem trực tiếp, các bạn nhìn thấy này, trên video của nhà mình này, chỗ mình chỉ chuẩn đang quay trực tiếp là các bạn nhìn thấy là nó, mình đang để ở cái chế độ quay đen trắng thì nhưng mà nó vẫn có độ rõ mà rất chi tiết phần cửa này, phần sân này đó. Nhưng mà đây bây giờ mình sẽ vào cái phần cài đặt, mình đang nói giỏi đến phần ánh sáng hồng ngoại này, thì các bạn ví dụ các bạn tắt đi nhé, đó là xong, các bạn quay ra các bạn sẽ nhìn xem trực tiếp này, đó thấy chưa, cái video nó quay rất là tối luôn nhé, không được sáng như cái đấy vì cái mắt hồng ngoại nó đã bị tắt đi rồi nhé. Đó rồi thì mình lại quay lại tiếp thì mình sẽ bật nó lại đây, thì các bạn mình, các bạn khi mà đến cái phần cài đến cái ánh sáng ngoại này các bạn nên bật lên đó. Rồi rồi thì cái phần này thông báo tự động này thì các bạn vào đây đó, các bạn nhìn thấy này, và trong này nó có những cái phần thông báo tự động thì nó có phần đánh dấu phát hiện đấy, thì cái phần đây thông báo tự động này thì cái dòng đầu này thì nó hiện là nếu không cài đặt lịch thì thông báo các kiểu này là 24/7, khi thông báo cảnh báo kích hoạt thì tức là những cái vùng mà các bạn khoanh vùng mà có chuyển động cái gì nó sẽ có cái chuông còi cảnh báo lên, thì cái này là mình nghĩ các bạn nên tắt đó. Còn nếu mà bạn nào mà để một khu vực mà kiểu như là trước cửa hiệu hay gì mà muốn đặt cái camera này thì cần như là để diện cũng thay như là một cái an ninh ấy. Đấy thì hạn như là có rất nhiều người, có nhiều đối tượng nó lẩn vẩn quanh thì cái camera kêu lên thì đôi khi những cái đối tượng đấy nó sẽ bị hù và nó sẽ không có ý đồ gì nữa đó, thì các bạn nên để. Còn ở nhà thì mình nghĩ là nên tắt thôi. Rồi tiếp theo là đánh dấu phát hiện, thì thực ra cái đánh dấu phát hiện này thì nó để mình dễ tả hơn thì ở đây mình không biết là mình sẽ ra ngoài tìm một cái video có chuyển động trước đấy đi. Đây các bạn sẽ thấy là nó khoanh vùng được cái phần có chuyển động sẽ khoanh vùng vào đây, chẳng hạn như bố mình đang đi ra đấy, các bạn thấy cái phần đỏ đỏ nó vừa hiện ấy, là nếu mà ở gần gần nó quay rõ là nó sẽ khoanh vào, khoanh một cái ô vuông đỏ vào theo cái người mình chuyển động nhé. Đó là gọi là khoanh vùng chuyển động nhé. Rồi mình sẽ quay lại tiếp nhé. Rồi mình sẽ quay lại đến cái phần kế tiếp đây, đó chính là thông báo và báo động đấy, là đánh dấu phát hiện, thì tức là cứ có chuyển động kể cả vật thể nó nhận diện được ra là nó sẽ khoanh vùng cho một cái ô vuông đỏ và xanh ở đấy. Rồi còn ở đây là những cái lịch thông báo này. Đấy thì mình nghĩ là nó không cần thiết này, lịch trình thông báo này đó, thì kiểu như là các bạn có thể báo cái gì đó ghi âm hay là thông báo trên cái loa của cái camera đó. Rồi thì ở đây nó có khu vực này, thì cái khu vực dò tìm chuyển động này thì mình sẽ vào đây. Đây các bạn đấy, khi mà các bạn kích vào đây đấy, thì các bạn sẽ ví dụ ở cái phần hiên này của mình là toàn là bố mình với gia đình mình đi lại trong cái phần hiên này thôi, thì nó toàn là những cái người chuyển động trong gia đình. Nhưng mà đây thì ví dụ cái chỗ này phần cổng nhà mình này đấy, thì mình muốn đánh dấu chuyển động thì chỉ có người khách ra vào hay là ví dụ ban đêm mà lại cũng có người là nó sẽ đánh dấu chuyển động ở những cái này, và nếu mà khi các bạn bật cảnh báo là nó sẽ thấy có chuyển động ở cái vùng này. Đây ví dụ các bạn tô cái này đó, là đây mình sẽ tô trong cái phần này từ cổng ra vào cho đến phần nửa sân này, là có khách vào là nó sẽ báo, và còn lại là nó khi mà các bạn tô này rồi thì còn lại là gia đình mình mà cứ đi chuyển động trong cái phần này là nó sẽ không báo nữa nha các bạn đó, thì hoặc là nó cũng không đánh dấu cái chuyển động ở cái vùng này nữa đó. Thì mình hiện tại thì mình để là đánh dấu để là nó sẽ bao quát toàn diện, tức là tất cả trong cái khung hình này là nó sẽ có chuyển động, là nó sẽ đánh dấu hết, và nhưng mà mình không bật cảnh báo đó. Thì đây là mình đang đặt thế này thì các bạn tô, nếu mà bạn nào đánh dấu thì các bạn lưu vào, còn không thì ở đây thì mình đang không có nhu cầu như vậy, mình không lưu đó. Ok nha các bạn. Rồi thì đó là đến cái phần đây khu vực dò tìm chuyển động ấy, mình vừa bảo đấy, thì các bạn nào mà muốn đánh dấu khu vực nào mà có chuyển động
thì camera nó sẽ thấy khu đấy thì nó sẽ đánh dấu. Rồi tiếp theo là độ nhạy của chuyển động các bạn vào đây, thì mặc định của nó là sẽ là ở cái mức này này các bạn, nhưng mà mức này vẫn là mức thấp nhé. Đó thì ở đây hoặc đây có thể gọi là mức trung bình, nhưng mình thấy là vẫn là báo là diện thấp ấy, cao trung bình của nó phải tầm này thôi, nhưng mà mình thì thấy tầm này vẫn là cái hơi cái chuyển động mà của những cái con dĩnh hay con muỗi bay qua cao nó cũng ghi lại, nên là mình cho thấp đi. Và còn bạn nào muốn cho cao thì lên mức 6 này, chỉ cần hơi chuyển động nhỏ là nó cũng ghi lại đó. Rồi đó là về cái phần thông báo báo động nhé, mình sẽ thoát ra. Rồi kế tiếp thì ở đây, đây chính là kế tiếp dưới phần thông báo báo động này sẽ là cái phần này chế độ nhìn đêm ấy, để các bạn kích vào. Thì ở đây các bạn có thể thấy này, chế độ ba chế độ nhìn màu này, thì cái chế độ đầu tiên này mình sẽ dùng cái chế độ này luôn. Thì mình cũng nói luôn là cái chế độ này nó sẽ có ánh sáng màu cả đêm đấy, cho các bạn liền tù tì trong khi mà cái camera nó hoạt động, thì khi cả về đêm nó thiếu ánh sáng nó vẫn cứ có màu đêm rất là đẹp nhé. Đây mình sẽ ra ngoài cho các bạn xem này. Đó các bạn thấy chưa? Đây nhá, hiện tại đây là đang là trực tiếp nhé, không phải là mấy cái video dưới này đâu. Đây mình sẽ kích vào chữ trực tiếp ở đây. Đó các bạn thấy chưa? Là màu đêm. Đấy, rồi mình thì để cái màu đêm này nó cũng được thôi, nhưng mà mình thấy là nó phải sáng cách đèn đấy, nên nó nếu mà về đêm mà không có người đi lại thì nó cứ sáng mãi, nên nó mình thấy bất tiện nên mình không để. Tiếp theo thì mình sẽ để sang chế độ của thứ hai. Đây cái chế độ thứ hai này là nhìn xuyên đêm đen trắng, thì đây ánh sáng bên ngoài không thể nhìn thấy mà hình ảnh là hình đen trắng, thì cái chế độ này là nó sẽ, đây mình đã kích và lại sử dụng luôn, thì mình đang để cái chế độ này, thì cái chế độ này là chính là cái chế độ mà vừa xong mình đang sử dụng. Đây các bạn xem trực tiếp này. Đó thì tức là cái chế độ này là nó sẽ màu đen trắng toàn diện khi về đêm, còn khi ban ngày ấy, thì nó có đủ ánh sáng thì nó sẽ khởi động lại cái chế độ màu đấy, còn lại là về đêm mà ánh sáng nó bị thiếu thì nó sẽ kích hồng ngoại lên và nó quay đen trắng thôi. Rồi thì đến cái chế độ thứ ba, rồi mình sẽ vào đây cái chế độ thứ ba đây các bạn này, chế độ nhìn ban đêm thông minh ấy, là cái chế độ này các bạn có thể thấy chế độ ban đêm này đen trắng mặc định chuyển sang chế độ ban đêm khi phát hiện chuyển động, tức là này hiện tại thì mình đang không ở nhà thì mình sẽ sử dụng cho bạn xem này. Đây mình đã kích luôn và ra ngoài. Đó thì nó vẫn là quay đen trắng thôi, nhưng mà khi mà có bố mình đi ra này hay là có khách vào nó nhận diện ra được chuyển động này, thì camera lập tức nó sẽ chuyển sang chế độ quay màu khi có chuyển động. Đó đó là cái ba cái chế độ. Thì riêng về ba cái chế độ này thì mình nghĩ là hôm nào mình sẽ ra một cái video thực tế, là mình sẽ đứng trước cái cam này luôn để hướng dẫn và nói chung là review cho mọi người về ba cái chế độ này nó được chi tiết hơn. Còn hiện tại là mình chỉ hướng dẫn mọi người cái cách cài đặt và sử dụng thôi. Rồi thì bây giờ mình vào lại. Đó rồi mình sẽ về lại cái chế độ nhìn xuyên đêm đen trắng này mà trước đó mình đã dùng. Rồi sau đó thì mình sẽ ra đây, ra ngoài. Đó thì bây giờ ở đây là có cái phần này các bạn này, nó vừa xong là cái phần ba chế độ đây nhá. Còn hình ảnh 360 ấy, thì nó tưởng khi mà các bạn kích vào này các vị trí cảm biến ấy, thì cái này mình cũng không dùng đến, tức là nó gần như là một cái, nó sẽ lưu cái hình ảnh mà ở cái góc 360 rất rộng này, nó sẽ chụp một cái tấm ảnh mà nó xoay tròn 360 của camera C8C này. Đó thì những cái này nó sẽ cái chế độ này nó chỉ có trên tích hợp trên những cái camera có thể xoay 360 thôi. Rồi tiếp theo là cái phần mũi giờ, thì các bạn vào đây. Đấy, các bạn chọn này mũi giờ này UTC 07 giờ này, Bangkok Hà Nội Jakarta này, đó là cái mũi giờ chuẩn của khu vực Việt Nam nhé các bạn. Đó còn phần dưới này định dạng ngày thì các bạn có thể thấy đây
đây là năm trước, tháng sau, không ngày cuối cùng. Đấy, xong là hoặc là tháng này, ngày không năm đó, thì mình đang để chế độ ngày tháng năm theo theo cái cách nhìn của Việt Nam mình ấy. Rồi đó về cách ngày. Còn về cái phần wifi ấy, thì các bạn khi mà kết nối wifi mình đã tin mày rồi, ở đây ấy, thì nó khi kích vào nó chỉ thế này thôi, thì hiện tại ấy, là mình đang cắm bằng dây mạng trực tiếp qua cái cổng của cái con C8C này. Còn lại nếu mà các bạn mà kết nối bằng wifi thì nó sẽ hiện cái model wifi mà các bạn kết nối với cái camera vào ở đây đó. Còn ở đây là cái phần đám mây ấy, thì thực ra đám mây khi các bạn mua mua camera về nó cho sử dụng được độ tuần hay sao không, bắt đầu hình như là phải tính phí, nên đa số mọi người sẽ mua thẻ nhớ rồi và lưu trên thẻ nhớ. Rồi đến cái phần này trạng thái lưu trữ nha các bạn, đó thì mình đã kích vào. Ở đây là cái phần đám mây là đã hết hạn rồi, mình không lưu. Và ở đây cái phần thẻ nhớ này, đó thẻ nhớ của mình là đang ở trạng thái rất tốt đó. Thì dưới này các bạn có thể thấy là nó có cái này. Đây mình sẽ kích vào phần này, thẻ nhớ này. Thì trước khi dùng lắp thẻ nhớ xong mà vào chuẩn bị để lắp và để nó lưu trữ thường ngày, các bạn nên định dạng lại cái thẻ nhớ một lần cho sạch hẳn đi, xong các bạn sẽ để nguyên để nó lưu trữ. Rồi thì đấy là vào trong cái phần thẻ nhớ. Còn dưới này các bạn có thể thấy này là cả ngày này, là on off và bật lên này đó. Thì các bạn thấy là có dòng chữ là sau khi bật này, nguy cơ làm hỏng phương tiện lưu trữ có thể tăng lên do thường xuyên đọc phương tiện lưu trữ, thì mình sẽ hủy đi nhé. Thì tức là này, là nếu mà cả ngày là mọi thứ từ những cái nhỏ li ti các kiểu này, cái thẻ nhớ này, cái camera này đều lưu hết trên thẻ nhớ này, và tần suất lưu trữ của thẻ nhớ nó sẽ thành nhiều lên, thì cái chất lượng của thẻ nhớ khi nó bị lưu nhiều, lưu đầy nó sẽ kém đi, thì nó hay bị lỗi thẻ đó. Đó là cái cảnh báo của cái camera này. Thì các bạn không nên, theo như mình thì các bạn cũng không nên để lưu nhiều, lưu cả ngày làm gì cả, vì đến lúc mà không may có những cái đoạn mà kiểu như có chuyển động bất thường hay gì gì, ví dụ nhiều nhà sẽ quay được lắp camera đường mà tai nạn gì ấy, thì nó sẽ lưu lại những cái đoạn chuyển động đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn để cả ngày là nó lưu cả ngày đấy, chẳng phải có chuyển động, không có chuyển động nó cũng lưu, thì các bạn nếu mà muốn check để xem cái video ấy thì nó cũng sẽ bị khó tìm ra cái đoạn đấy hơn. Nên theo như mình thì các bạn nên để tắt đi thì các bạn nói camera nó chỉ ghi lại những khi mà có chuyển động, nó nhận diện ra chuyển động thì nó sẽ lưu lại. Đấy, chẳng hạn như đây, mình đang để đây là chế độ không lưu cả ngày nữa, mình tắt đi rồi là nó sẽ chỉ lưu chuyển động thôi. Thì các bạn có thể thấy ra đây, mình sẽ ra ngoài đây, các bạn nhìn này, cái phần thẻ nhớ này, đây những cái vùng xanh này, đó những vùng xanh này là những cái vùng mà có chuyển động đó. Chẳng hạn mình sẽ ra đây nhé, xem nào, xem đoạn này là chuyển động gì. Đấy, đây các bạn thấy chưa, đây là bố mình vừa đi ra ngoài đó. Đấy, đấy là cái phần lưu chuyển động ở những cái chỗ xanh này, thì nó sẽ là cái phần lưu chuyển động. Thì các bạn muốn check cái những cái lúc mà có chuyển động như thế thì các bạn cứ căng theo cái vùng xanh này, các bạn xem là chuyển động lúc này là đang có gì diễn ra đó. Rồi mình sẽ quay về trực tiếp, xong mình lại vào tiếp cái phần cài đặt. Video này mình hướng dẫn một cách chi tiết nhất có thể luôn. Đó thì đến phần lưu trữ nha các bạn. Rồi dưới này là phần phiên bản thiết bị này. Thì nếu bạn nào muốn cập nhật thì mà có bản cập nhật thì các bạn cũng cập nhật. Đó, nó nâng cấp nó lên. Rồi ở phần này mã hóa hình ảnh này thì các bạn tùy thuộc vào, các bạn cũng có thể mã hóa vào. Vì bây giờ là camera, rất nhiều camera trong gia đình là bị hack camera, đôi khi là camera gọi là camera phản chủ ấy. Nhiều nhà lắp ở trong phòng ngủ hay phòng khách này, các kiểu có những cái riêng tư của mình để bị để người ngoài người ta hack mất, xong nó đăng lên mạng, nên các bạn nên cài cái mã hóa, bật cái mã hóa này lên. Đó, còn mật khẩu thì các bạn tạo cái lúc mà kết nối rồi thì mình không nói. Đây, còn tiếp theo là đến như đây, phần lật hình ảnh này nha các bạn. Thì cái lật hình ảnh này là để ví dụ mà các bạn trong ngược camera thì các bạn cần phải lật lại. Chẳng hạn đây mình vừa lật nhé. Đấy, mình sẽ ra ngoài tiếp.
Đây mình các bạn thấy chưa, nó lật ngược luôn cái phần sân thềm nhà mình đó. Thì đây là mình đang treo xuôi chiều nên mình không cần phải lật, nhưng mà có những bạn là phải treo camera ngược trên trần nên chắc chắn là các bạn phải phải lật cái hình ảnh lại để cho nhìn nó xuôi chiều theo với cái con mắt của mình đó. Mình sẽ lật lại đó các bạn đã được, đây nó hiện đã lật, tức là nó sẽ quay lại như lúc đầu rồi đó. Thì thông báo ngoại tuyến này thì tức là gần như là kiểu như là khi mà cái camera nhà các bạn nó gần như bị mất mạng đấy, mất kết nối với lại wifi nhưng mà nó vẫn quay ấy. Đấy thì nó gần như là nó vẫn ghi lại nhưng mà các bạn sẽ không thể check được trên app này, nó gọi là mất ngoại tuyến ấy. Thì các bạn nó sẽ bật thông báo lên đấy. Còn dưới này là mấy cái hướng dẫn sử dụng với nhà phân phối thế thôi đó. Thì ở đây các bạn đó là cái những cái mà mình hướng dẫn mọi người cài đặt ở trên cái app và cài đặt của camera Ezivit đó. Có một cái nữa là mình sẽ chia sẻ mọi người là đây, khi mình thoát ra nhé, đây là có cái cam 360 này, đó là cái phần đấy là đổi tên ở trong cái phần này nha các bạn. Đây các bạn xuống phần cuối này, đây đó các bạn sẽ đổi ở cái phần này đó, khoảng trống này, và các bạn sẽ đổi được là thích đổi tên thành gì thì đổi ở khu vực cam này hay là tên cam đó, tùy các bạn nhé. Ở dưới này là phần mã QR đó, các bạn nào mà kiểu như là muốn chia sẻ sang cho bố mẹ mình để cùng check camera thì các bạn có thể cho bố mẹ mình kèm luôn cái mã QR này trên cái điện thoại của bố mẹ mình là nó sẽ kết nối được luôn. Nhưng mà đa số thì mình cũng không cần, mình sẽ tạo tài khoản và mình sẽ nhập luôn đó. Rồi thì còn mấy cái này model này, đây series này. Rồi tiếp theo thì mình cũng hướng dẫn hết rồi, giờ ra ngoài đâu à, thì ở bên ngoài này các bạn có thể thấy này, nó có phần chụp màn hình à, thì tức là kiểu như các bạn đang ở đây nhé, các bạn muốn chụp cái ảnh luôn này thì các bạn kích vào đây là nó sẽ chụp được cái ảnh ngay tức thì ở đây. Còn ghi này thì các bạn cũng thế, các bạn thấy đoạn này các bạn muốn ghi thì các bạn cũng kích vào ghi là nó sẽ lưu lại cái đoạn video ngay trực tiếp lúc này. Cũng như thế thì các bạn muốn xem lại video, đây chẳng hạn đoạn này đó, thấy đoạn này là đây có bố mình đang chuyển động này, thì các bạn muốn ghi lại này, xem lại xong các bạn cũng kích vào chữ ghi này thì nó sẽ lưu lại luôn cái video đoạn đấy luôn. Rồi đó là cái mình sẽ kích vào trực tiếp, đó là phần lưu trữ, các bạn muốn lưu ảnh hoặc lưu lại video thì các bạn kích vào chụp màn hình hoặc là ghi đó, thì ghi vào trong lúc nó chạy video là nó sẽ ghi lại luôn cái đoạn video đấy. Rồi ở đây là cái phần này, cái phần chỉnh, thì phần chỉnh này nó chỉ tích hợp cho camera xoay 360 thôi. Chẳng hạn như con C8C này thì nó có cái phần chỉnh này đấy, các bạn muốn lết lên hay là sẽ trái sẽ phải thì tùy. Còn đây độ phân giải thì các bạn chọn bên này Full HD hoặc là chuẩn đó, thì mình đang chọn Full HD đó. Còn đây hình ảnh xoay 360 độ thì các bạn kích vào đây ấy là cái camera nó sẽ xoay một vòng 360 độ cho các bạn xem này đó. Thì đây mình kích này, à đâu đó, các bạn thấy chưa, nó sẽ tự động nó xoay ra một vòng xoay cam 360 xong nó sẽ quay về à, đây à, các bạn chích ở đây à. Rồi thì đó là cái phần cam xoay 360 nhé. Rồi thì đến đây là phần cảnh báo và phần chế độ bảo mật thế thôi. Vậy là mình đã vừa mới hướng dẫn mọi người xong cái cách cài đặt cái cam cam Ezivit C8C ở trên cái app của Ezivit. Thì cái video của mình đến đây kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì về sau thì mình sẽ quay một cái diện video trực tiếp về cái ba cái chế độ quay của Ezivit nha các bạn. Rồi thì video của mình đến đây kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem, xin chào các bạn.